Mỹ thuật 5, bài 11, bộ đội hải quân. Vẽ chân dung bộ đội hải quân. Bộ đội hải quân luôn đặc biệt trong lòng mỗi chúng ta, đi đôi với sự quả cảm và những tính cách đặc trưng của người bộ đội là những đặc điểm về trang phục, phụ kiện khiến chúng ta ngay lập tức có thể nhận ra đó là một người lính hải quân. Để tri ân bộ đội hải quân và lan tỏa tình yêu biển, đảo, quê hương, ta sẽ cùng nhau vẽ chân dung bộ đội hải quân. Chuẩn bị: giấy trắng, bút chì, tẩy, màu sáp. Thực hành. Bước 1. Vẽ bố cục. Ta lựa chọn hình ảnh bộ đội hải quân cùng với hình ảnh mang tính biểu tượng về nền hòa bình để làm chủ thể chính trong tranh. Vẽ bố cục theo sở thích của bản thân, sao cho bố cục cân đối với khổ giấy. Hình ảnh chính, ta vẽ to hơn các hình ảnh phụ để thể hiện được không gian xa gần. Bước 2. Tô màu chủ thể chính. Dùng màu sáp để tô màu chủ thể chính. Lưu ý, sử dụng màu sắc đặc trưng chủ đạo là màu xanh da trời và màu trắng để tô màu, nhằm làm nổi bật đặc điểm trang phục của bộ đội hải quân. Bước 3. Hoàn thiện sản phẩm. Tô màu nền cùng các chi tiết khác và hoàn thiện sản phẩm. Sản phẩm của chúng mình đã hoàn thành. Wow!